Chào các bạn, bây giờ là bước cuối cùng là mình sẽ test lại cái môn bài đã làm trước đó. Thì tôi vào cái môn wizard nhé. Ở đây thì mình là tạo cái file mới này, vừa test môn bài. Và mình đặt ở đâu tôi mục là Simatron exercise finish chương số 13 trong đây. Rồi mình tạo từ mục mới cho nó luôn các bạn. Và các bạn lưu ý ở đây thì do mình sẽ tạo môn sách riêng của mình rồi á, cho nên mình sẽ không cần xài cái chức năng là create môn sub assembly nữa, mình bỏ dấu chọn này đi. Và mình đồng ý nhé. Và đây thì nếu xài môn bay á thì dùng chức năng là add new môn bay, còn bây giờ mình lại xài chức năng là môn set cho nên dùng chức năng là add môn set ở đây. Và các bạn thấy nè, đầu tiên các bạn phải dựa tới mục chứa môn set của mình trước. Và các bạn nhớ hồi đầu lúc mình tôi làm những từng cái môn set một á, thì tôi có chức cái bước là tôi sẽ cất đem ra ngoài và tôi gắn thuộc tính cho nó. Thì cái thuộc tính là môn set này chính là mình gắn cho các bạn, thấy không nha, môn set nè. Và tại sao tôi phải cắt tôi đưa ra ngoài là tại vì các bạn thấy nè, nhờ mình cắt mình đưa ra ngoài rồi á, cho nên là ba cái cụm là cụm đẩy, cụm tĩnh và cụm cố định của mình á, nó nằm chung ở một cái sub này luôn, các bạn thấy không? Rồi nếu như mình không cắt đưa ra ngoài, các bạn phải dựa từng cái rất là mất thời gian. Cho tôi cắt tôi đem ra ngoài chung thì nằm ở đây, mình dễ dàng rất là nhiều. Mình chỉ việc chọn anh này nhá, mình đưa nó vào thôi. Đặt trên là đồng ý. Sau đó mình đưa vào cái anh movable. Thì các bạn thấy nha, đây là cái thuộc tính lúc mình gán cho nó nè, khi mình sổ xuống á. Đây. Nha, mình gán cho nó là cái subcategory mình cho anh này. Thì mình chọn anh đây. Ở đây là cái tên mình đặt cho nó nha các bạn. Đây là thuộc tính nè, đây là tên, mình đưa nó vào thôi, mình cũng đồng ý. Bây giờ mình đưa anh này vào rồi, các bạn tắt màn hình dễ nhìn đi nha. Và đây là cái mời mình đã có các bạn, các bạn hãy tắt cái setup đi cho dễ nhìn nè, bật lại những anh này lên hết nhưng mà tắt setup đi. Rồi các bạn xem thử nha, giả sử bây tôi sẽ tắt một cái tấm tập kẹp trên, các bạn thấy nhìn thấy nè. Mặc dù khi mình thiết kế độc lập, mình thiết kế cái anh phần cố định riêng, phần di động riêng, nhưng mà khi mình ráp lại với nhau các bạn thấy là cái vị trí của những cái chốt đẩy, chốt dẫn hướng và cái pin dẫn hướng và cái bạc dẫn hướng các bạn nó hoàn toàn đồng tâm với nhau. Tại vì tất cả nó đều dùng chung một cái dữ liệu ở cái phần là setup này, các bạn thấy nha. Nó đều dùng cái khoảng cách là cái gai XG này, cho nên đưa vào nó hoàn toàn trùng khít với nhau hết, không bị sai. Và đó chính là cái nguyên lý top down đó các bạn. Các bạn dùng một dữ liệu chung và các bạn đổ cái dữ liệu thiết kế của mình á, xuống từng thành phần riêng biệt và mình chỉ xài chung một dữ liệu như vậy. Rồi bây giờ thì đương nhiên khi mình đưa vào á, mình sẽ một số cái thao tác kiểm tra, ví dụ như là mình kiểm tra xem là cái con bu lông mình á, đã cắt đúng vị trí hay chưa. Thì các bạn có thể là vào cái ví dụ cái socket này nè, mình edit nó để mình xem nha. Ví dụ nó cut nè, ví dụ là first là nó cắt toàn mấy anh này, và cái phần second nó sẽ cắt ai nè, nó sẽ cắt tấm trên cùng này là đúng rồi, mình đồng ý thôi. Đấy, kiểm tra lại cho nó đúng. Và mình sao cái phần quan trọng nhất là gì? Bây giờ mình sẽ thay đổi thử một số kích thước của cái bone bay này cho phù hợp với cái thiết kế cho định dạng 2D của mình trước đó. Thì tôi sẽ tắt này đi nha. Tôi bật lại hết đây nè. Rồi, tôi vào cái phần là mode design setup. Ở đây. Tôi cho là 350, tôi cho là 400, 450 luôn. Tôi cho là 450 luôn. Rồi cái gai này thì tự nhiên tôi cho đường kính này lên nhé, tôi tăng đường kính chốt lên là dẫn hướng lên là 40 nè. Thì anh tôi cho dù này là 45, này là 45. Tấm A tôi để là 60 nha, anh này tôi để dù như là tấm kẹp lên tôi để là 35 đi. Rồi tôi cho anh này dù lên là dù như là 65 đi chẳng hạn, cho nó khác một tí. Đường kính chốt tôi cho lên là 16 ly nha. Boss tôi cho dù như là 40, anh này là 107. Rồi thích nực tôi cho dùng là 60 nha. Cái gai bia tôi cho là 40 nữa các bạn. Dẫn hướng 40 thì bạc chốt được là 40 hết. Rồi cái support tôi cho là dùng như là 35 nha. Cái đôi đen tôi cho là 80. Thì các bạn thấy là khi mình thay đổi cái plate length và cái đôi đen thì tự động là gì đây? Cái ejection plate length nó cũng thay đổi theo. Thích nực tôi cho là dùng 140 cho lớn một tí. Mình cho là 35. Boss tôi cho là 16 ly. Khoảng cách là 40. 107. Rồi anh này tôi cho dù như anh trên là 25, anh dưới là 30.
chốt hồi trên kính là 30, return cho dụ như là 33, 32, bot là cho là 12 ly, đường kính là 15, khoảng cách là 15, 15. Rồi mình xem mà, mình chỉ việc apply một cái thôi là tự nó chạy đúng, các bạn thấy không nè, nó tự nó chạy cho mình như vậy, và mình chỉ việc kiểm tra lại thôi. Ví dụ như mình có thể mình xem lại, mình tắt cái phần fix này đi nhá, thế là nó cao nè bạn, thì bạn hãy cắt bỏ nó đi. Đương nhiên nó cao như vậy mình kiểm tra xem nó cắt tấm A mình hay không nha các bạn. Tấm A mình nè, các bạn open ra thêm thử, nó không có cắt các bạn nha, thì mình đỡ cái bước mình chỉnh sửa thêm gì cả. Rồi bây giờ thì mình phải cắt nó đi. Ví dụ như bây giờ tôi muốn là nó cắt bằng ngang cái mặt của cái tấm này thôi, các bạn nhớ là để là nó lớn hơn bằng chứ nó không bằng nha. Thì nó lớn hơn như vậy thì mình sẽ cắt bỏ đi, thì cắt khá đơn giản, việc kích hoạt nó lên thôi. Này, các bạn dùng chức năng là solid này, các bạn cut nó, các bạn cut cái anh này, các bạn dùng cái mặt, cái mặt này nè, các bạn offset này, các bạn cắt nó, các bạn đồng ý thôi. Đây là mình cắt được cái chốt hồi rồi. Đương nhiên nếu mà cẩn thận mà kiểm tra lại bu lông sẽ ra đúng chưa nha, tại khi nó việc bị một số cái bất á, thì mình kiểm tra một cách là mình cắt nè, mình kiểm tra xem bu lông nó cắt đúng chưa. Đây là đúng rồi bạn ha, ok thì mình đồng ý thôi. Thì các bạn thấy cái việc thiết kế một cái môn bay như vậy thì ban đầu nó phức tạp đấy đúng không, nhưng mà sau khi mình đã thiết kế hoàn chỉnh rồi á thì rất là thuận tiện sử dụng. Thì tôi muốn nói các bạn rằng là để làm cái môn bay này phải có hai yếu tố. Cái thứ nhất là các bạn phải hiểu được cái kết cấu của cái quy cách lên kích thước là cái, của cái khuôn của cái môn bay mình thường xài công ty mình. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải biết được cái cách thiết kế top down, biết được cách ràng buộc các cái quan hệ, các cái tham số của Fujimoto trong. Thì nếu bạn vận dụng được hai yếu tố đó, bạn kết hợp lại á, thì mình sẽ tạo được cái môn bay theo ý mình và mình sẽ rất linh hoạt. Thì đó là cái mà tôi muốn, thật sự tôi rất là muốn cái doanh nghiệp Việt Nam mình làm được cái việc như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn.